Xin chào các bạn đã đến với VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống. Tôi là Thùy Dương. Các bạn thân mến, hiện tại Thùy Dương đang có mặt tại phòng lab nông nghiệp thông minh thuộc tổ hợp công nghệ Hòa Lạc của VNPT Technology và tại đây đang triển khai giải pháp mang tên nông nghiệp thông minh One Farm. Giải pháp nông nghiệp thông minh là gì? Hãy cùng theo chân Thùy Dương qua clip ngắn sau đây quý vị nhé. Hiện tại, Thùy Dương đang có mặt tại bên trong phòng lab nông nghiệp thông minh. Và các bạn có để ý thấy không? Ở đây là một vườn rau xà lách. Nhưng vườn rau xà lách này lại được trồng theo một phương pháp đặc biệt. Và ở VNPT Technology, chúng tôi gọi đó là giải pháp nông nghiệp thông minh One Farm. Và để tìm hiểu rõ hơn về giải pháp này, sau đây chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ với một đại diện đến từ VNPT Technology. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Duy Toàn, tôi là kỹ sư nông nghiệp của VNPT Technology. Hiện tại thì tôi đang làm việc tại lab nông nghiệp thông minh của VNPT Technology. Giải pháp nông nghiệp thông minh One Farm thì tạo điều kiện thuận lợi cho từng loại cây trồng phát triển nhờ các cái cảm biến như đo nồng độ dinh dưỡng, đo pH, các cái chỉ số quan trọng đối với cây trồng như nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, cường độ ánh sáng. Thì các cái thông số này sẽ được thu thập và đưa về hệ thống điều khiển trung tâm. Tại hệ thống điều khiển trung tâm thì sẽ đưa ra các cái lệnh điều khiển cho phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh thời tiết khác nhau. Tôi lấy ví dụ như khi thời tiết nhiệt độ cao thì rèm che nắng sẽ tự động được che ra, hệ thống phun sương sẽ hoạt động để làm mát cho cây trồng. Và khi độ ẩm trong đất thấp dưới ngưỡng cài đặt thì hệ thống sẽ tự động bổ sung lượng nước phù hợp, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tối ưu. Và cái thứ hai nữa, đối với hệ thống của chúng tôi thì sẽ tiết kiệm được khoảng 80% lượng nước tưới, 70% lượng phân bón sử dụng và tiết kiệm được khoảng 60% công lao động. Hiện tại thì lab nông nghiệp thông minh của VNPT Technology thì có 3 môi trường canh tác chính, đó là môi trường thủy canh, môi trường trồng trên giá thể và môi trường trồng trên đất. Thì đây cũng là 3 cái môi trường canh tác chủ yếu của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Chính vì thế nên là cái giải pháp nông nghiệp One Farm của VNPT thì hoàn toàn phù hợp tại tất cả các địa phương trên cả nước. Nhờ cái hệ thống của chúng tôi có thể linh động cài đặt được riêng biệt phù hợp cho từng loại cây trồng và từng địa điểm. Mỗi một địa phương khác nhau thì chúng tôi có thể đưa ra các cái giải pháp để phù hợp cho từng địa phương. Và cái giải pháp nông nghiệp One Farm này thì nó có thể áp dụng được trên toàn quốc. Ưu điểm của hệ thống One Farm này đó là các lệnh điều khiển như tưới nước, châm phân hoặc là chiếu sáng sẽ được đưa ra dựa vào các thông số rất là khách quan từ các cái cảm biến đưa về. So với lại nông nghiệp truyền thống thì như chúng ta đã biết thì bà con thường là bón phân và tưới nước dựa theo cảm quan, theo kinh nghiệm canh tác, nó sẽ không được chính xác. Thì ở đây giải pháp nông nghiệp One Farm sẽ giúp cho bà con cũng như các doanh nghiệp có thể chủ động trong việc sử dụng nước và dinh dưỡng, nhờ đó là tiết kiệm được kinh phí vận hành. Ưu điểm tiếp theo của cái giải pháp One Farm so với các hệ thống đã có trên thị trường đó là cái khả năng vận hành ổn định. Cái thứ hai nữa là vận hành rất là dễ dàng, nó phù hợp cho những đối tượng sử dụng là những bà con nông dân. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Duy Toàn. Các bạn thân mến, những vườn rau xanh sạch từ trang trại đến bàn ăn được ra đời nhờ giải pháp nông nghiệp thông minh One Farm tại VNPT Technology. Giải pháp này rất dễ ứng dụng từ khắp các mô hình và trong tương lai không xa có thể được ứng dụng trong chính ngôi nhà của bạn. Nông nghiệp thông minh One Farm, lời giải cho bài toán năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thùy Dương tin rằng qua video vừa rồi, phần nào đã giúp quý vị tìm hiểu thêm về giải pháp nông nghiệp thông minh cũng như cách thức vận hành của giải pháp này. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về giải pháp, hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin cho VNPT Technology nhé.